Kính thưa quý vị khán giả của chương trình Phố Busa TV, hôm nay chúng tôi đang có mặt ở hậu trường một buổi tập để mà chuẩn bị cho một vở diễn do đạo diễn Nguyễn Minh Phương viết kịch bản và làm đạo diễn. Đó là vở diễn Trong Bóng Hậu Trường. Kính chào anh Nguyễn Minh Phương ạ. Chào Vũ Hoàng Lân. Dạ, lâu quá rồi mới thấy anh trở lại Little Sài Gòn. Anh cho trước khi đi chúng ta đi vào cái vở diễn này, anh cho một chút xíu cập nhật về anh. Cập nhật cái gì? Trước hết là cũng xin kính gửi đến quý khán giả tại vùng Little Sài Gòn. Tôi thì coi như là tôi đã về hưu từ 10 năm nay, thì tôi không có còn nhiều cái dịp mà hoạt động văn nghệ như trước đây. Tôi cũng ngày hôm nay thì nhân cái dịp 50 năm của cô Thúy Uyển thì tôi trở về đây để làm một cái dựng một cái vở kịch cho ngày 29 ngày Chủ nhật này, có hai suất, một suất trưa và một suất tối ở tại Sài Gòn Performing Arts Center. Về lại đây được mấy hôm rồi thưa anh? Anh mới về từ hôm anh về bữa tối Chủ nhật. Tối Chủ nhật, mới được có khoảng chừng 5 ngày. 5 ngày. Sau bao nhiêu lâu? Nếu mà tính mà rời xa luôn đó thì là 13 năm. Còn nếu mà, nhưng mà điều thì... Từ lần cuối về đây. Một lần cuối về đây thì cách đây một năm thôi. Phong cảnh con người có gì vật đổi sao dời theo con mắt của anh? Thì giống như là mình đi xa, mình về nhà vậy thôi. Nhưng mà điều nó có cái câu là bây giờ thì mình cũng không biết là gần như là chỗ nào thì mình cũng đi và gần như cái chỗ nào thì mình cũng về. Bởi vì bây giờ mình nói là mình đi về Việt Nam rồi, nhưng mà điều tới chừng ở Việt Nam thì mình lại nói mình đi về Mỹ. Đúng rồi. Thành ra là ở đâu cũng là cái mình đi về hết. Đâu cũng là nhà. Đâu cũng là nhà. Thôi tò mò chuyện của anh nhiều đó cũng đủ. Bây giờ anh nói vào cái nội dung của vở kịch Trong Bóng Hậu Trường này thưa anh. Trước hết là cái tựa. Trong bóng hậu trường có nghĩa là behind scene, tức nghĩa là những cái chuyện mà sau cái sân khấu. Thì sau sân khấu thì thường thường đó thì khi mà màn nó mở lên hay là một cái vở phim, một cái cuốn phim hay là cái gì đó, thì là tất nhiên là mình đem cái niềm vui, cái sự giải trí tới cho con người xem. Nhưng mà được cái người mà làm ra cái chuyện đó, đó thì nó lại có đôi khi là họ lại buồn đó. Thì ở bên trong hậu trường nó có những cái chuyện mà người ta bên ngoài người ta không có nghĩ rằng nó là như vậy. Thì riêng cái vở này đó thì nó cũng không có phải là nó nói nhiều về cái mà bên trong hậu trường, nhưng mà bởi vì đây là cái 50 năm của cô Thúy Uyển, thì cô Thúy Uyển có muốn anh viết cho cổ một cái vở kịch nói về cái coi như là một cái tâm sự của cổ, của 50 năm mà cổ làm đứng ở bên cạnh của sân khấu. Thành ra cái chữ Trong Bóng Hậu Trường nó cũng có hơi một chút xíu nào nó gượng ép, nhưng mà đều đó là cái tâm sự của cổ mà. Chuyện hậu trường thì là thường công chúng cũng thích, rất thích nghe, nhưng thường thường nghệ sĩ thì cũng không muốn nhắc tới, tại vì đôi khi có những điều mà họ không có muốn được công chúng nhìn thấy. Cái câu chuyện Trong Bóng Hậu Trường này, theo anh viết, là người viết đó, bao nhiêu cái phần trăm là hư cấu mà bao nhiêu phần trăm phản ánh cái đời sống thực sự của đời sống nghệ sĩ thưa anh? Thật sự mà nói đó, thì cái vở này đó nó không phải là nói về cái đời sống sau sân khấu nhiều, mà nó chỉ nói về cái đời sống mà sau sân khấu của cô Thúy Uyển thôi, cái tâm sự của cổ, chứ còn nó lại không có nói nhiều về cái sân khấu. Nó chỉ cho thấy rằng
cái sân khấu đã ảnh hưởng lên với cô Thúy Uyển như thế nào, nó có một cái nét nào đó nó tương tự như cái vở sân khấu về khuya của người thầy của anh là ông Nam Châu. Cái vở sân khấu về khuya của thầy Nam Châu là một cái vở hoàn toàn hư cấu, nhưng mà cái vở trong bóng hậu trường này đó thì nó lại thật hơn, nó cho thấy rằng thật là bởi vì anh biết rõ về cái những cái chuyện mà này. Thành ra là nếu mà có ai mà tò mò một chút thì cứ thử đi xem rồi thì sẽ thấy được là cái trong bóng hậu trường mà của cô Thúy Uyển nó như thế nào. Mặc dù là anh nói câu chuyện xoay quanh cái tâm sự của cô Thúy Uyển về cái đời sống nghệ sĩ của cô, nhưng mỗi người nghệ sĩ đều có sự tương tác với những nghệ sĩ khác. Như vậy trong cái câu chuyện này nó có liên quan tới những nghệ sĩ cùng thời của cô Thúy Uyển nằm trong cái câu chuyện này không? Cái chuyện này thì nó chỉ có liên quan tới nó cái lúc đầu mà viết đó thì nó có liên quan nhiều đó, nhưng mà được rồi, sau từ từ, trước tiên hết là do cái thời lượng của cái vở kịch, rồi một cái thứ nhì nữa là nó cũng có những cái sự mà nó có những cái sự mà tốt và không tốt, vui hay không vui, thành ra thôi cuối cùng là thì anh cũng lược bỏ hết. Về thành phần diễn viên thì như thế nào thưa anh? Thành cái lần này đó thì cô Thúy Uyển cũng chịu khó, và riêng anh thì cũng rất là may mắn, anh có được một cái thành phần diễn viên rất là coi như là rất là chuyên nghiệp. Như cái thành phần diễn viên mà lớn như Bảo Quốc, như Phượng Liên, như Ngọc Huyền, rồi còn cái mấy em trẻ đó thì như là Hòa Hiệp, Lương Thế Thành, Minh Luân, Bá Thắng, Kali, mà điều đặc biệt nhất là cái sự xuất hiện của Hà Phương đó. Thì như em biết là Hà Phương đó là một cái một cô ca sĩ hồi trước, và riêng đối với lấy giờ lại anh và cô Thúy Uyển thì Hà Phương có một cái mối thân tình, bởi vì cái hồi Hà Phương mới qua đó thì là từ những cái bước chân đầu của Hà Phương thì anh đều có cái bóng dáng của anh và chị Thúy Uyển mà đều từ nghĩa là coi như là từ mấy năm nay. Thì từ khi mà anh về bên đó thì thỉnh thoảng anh cũng có dịp làm việc với Hà Phương qua mấy cái vở video như là Điểu Nhi, Lòng Đèn Đỏ, nhưng mà đều bẵn đi cũng 2-3 năm nay thì không có dịp gặp Hà Phương hay làm việc với Hà Phương. Thì cái lần này đó là do cái sự mà cái 50 năm của cô Thúy Uyển thì có Hà Phương, thì anh làm việc trở lại với Hà Phương thì anh rất là ngạc nhiên, bởi vì mới cách có đâu 2 năm mà cái sự tiến bộ trên sân khấu, trên cái nghề nghiệp cũng như trên cái giọng hát của Hà Phương làm cái sự tiến bộ có thể nói là vượt bậc. Thành ra là cái điều đó cũng là một cái điều vui. Còn cái lần này thì anh làm việc trong cái sự gấp rút, nhưng mà đều nhờ cái dàn diễn viên chuyên nghiệp được đào tạo, có coi như là những người lớn thì có cái kinh nghiệm, còn mấy em nhỏ thì được đào tạo từ ở trong trường lớp. Thành ra là cái làm việc nhẹ nhàng, không phải cực. Với cái thành phần diễn viên tuy rằng là rất chuyên nghiệp nhưng ở nhiều nơi khác nhau từ Việt Nam rồi ở đây ráp lại như vậy, cái công việc gọi là tập luyện của đoàn như thế nào thưa anh? Nếu mà là những cái người không chuyên nghiệp đó, thì với một cái thời gian mà gấp rút như thế này, với một cái vở kịch khó như thế này thì cái điều đó là một cái điều rất là khó khăn. Nhưng mà cũng may mắn là như anh vừa nói đó, là toàn là những người chuyên nghiệp không, thành ra khi mà ráp lại với nhau đó thì coi như là cũng không có phải là cái vấn đề khó khăn. Là một người đạo diễn, một người viết kịch như vậy, anh mong muốn
khi mà người xem, họ xem, họ cảm nhận cái vở kịch này theo cái chiều hướng như thế nào? Thật sự mà nói đó, thì khi mà làm những cái dựng những cái vở hay là làm những cuốn phim, hay ngay như bây giờ viết một cái cuốn coi như là một cái loại mà mình viết về cái tiểu sử của một cái người nào đó, thì rất là khó hấp dẫn. Nhưng mà đều ở đây đó, thì cái vở này thì anh hy vọng là khán giả xem, khán giả sẽ thích thú theo từng hồi. Nó cũng có đầy đủ hết tất cả cái những cái mà những cái chi tiết, những cái mảng miếng để đặng mà tạo cái sự thích thú và kích thích khán giả. Bây giờ qua chữ khác một tí. 13 năm sinh hoạt ở Việt Nam như vậy, chắc ít nhiều anh cũng có theo dõi cái văn nghệ ở Việt Nam, mà bây giờ người ta hay gọi là showbiz ở Việt Nam. Anh có một vài cái đánh giá như thế nào trong cái thời buổi hiện nay? Sự thật á, cái vấn đề mà cái mình nói về cái showbiz đó, thì nói rằng đánh giá hay là phê bình thì nó đối với là anh đó, thì nó hơi khó. Nó khó là vì lý do anh đã sống ở hết hai nơi, sống thật chứ không phải là đi du lịch như hồi trước mà anh ở bên Mỹ, anh trở về Việt Nam để mà anh xem một vài cái buổi trình diễn bên đó. Thì cái nhận định của anh rất là khác. Rồi bây giờ anh sống ở trong đó, thì cái sự mà nhận định của anh nó lại rất là khác. Là bởi vì khi mà mình ở bên đây, mình về với một cái như là một cái người du lịch, thì mình không hiểu được cái khó khăn của người ta. Mình không hiểu được những cái mà ràng buộc, những cái phương tiện, cũng như những cái mà ở bên đó có mà bên đây không có, và những cái ở bên đây có mà bên đó không có. Thành ra nếu mà mình đứng mà mình phê bình thì khó mà phê bình được cho đúng. Như bây giờ mấy em ở bên đó, mỗi một khi mà tập một vở kịch, có thể nói rằng tập cả tháng trời, mỗi một ngày tập 8-9 tiếng, 9-10 tiếng, thì mấy em đã qua đây tập một vở kịch mà tập chỉ có một ngày tập được cỡ chừng 4-5 tiếng, mà chỉ tập được có 5-7 ngày, thì mấy em rất là ngạc nhiên và thấy rất là khó khăn. Nhưng mà được, nếu mà bây giờ mình đứng ở bên dưới một cái vị trí là một cái người bên đó, thì mình sẽ nhìn thấy cái showbiz ở bên đây làm rất là cẩu thả. Nhưng mà điều nếu mà bây giờ mấy em qua đây, mấy em mới thấy được cái người bầu ở bên đó rất là khỏe, chỉ nằm ở nhà rồi thì bán vé thì có người bán, rồi tất cả mọi cái đều có, người nào làm, người tranh cảnh, người gì đó, tất cả mọi cái đều có. Nhưng mà được, nếu mà qua đây thì mấy em mới thấy được cái người bầu bên đây, nghĩa là cái bằng 3 đầu 6 tay, vừa bán vé, vừa đi dán quảng cáo ngoài đường, rồi vừa làm nhạc, rồi vừa nấu ăn, rồi vừa đi mua đồ ăn về, nghĩa là tất cả mọi cái đều là do một người làm mà thôi. Trong khi đó bên kia, nếu mà tính cái người ra, có thể là mấy chục người hay cả 100 người. Rồi cái số khán giả cũng vậy. Rồi những cái mà khó khăn về rạp riết này nó thành ra là mình đứng mà mình phê bình thì nó không có, nó hơi bị khập khiễng. Thành ra nếu mà nói rằng cái showbiz ở bên trong với bên showbiz bên ngoài này đó, thì anh chỉ thấy rằng cái người nghệ sĩ ở đâu cũng là người nghệ sĩ, nghĩa là cái người nghệ sĩ ở đây hay là bên trong thì cũng đều đem hết cái tâm huyết của mình ra để đặng mà làm vui cho khán giả.
và ở nghệ sĩ ở bên trong thì cũng hết lòng hết dạ, và nghệ sĩ ở bên ngoài này cũng hết lòng hết dạ. Cái chữ showbiz này thì nó có tính cách chung chung, ở trong đó thì nó có là ca nhạc, điện ảnh, sân khấu đủ kiểu. Trong đó nó có một cái mảng mà không biết anh có theo dõi hay không, đó là những cái show truyền hình thực tế hiện nay ở Việt Nam. Anh thấy cái phong trào đó như thế nào, hiện nay nó đi theo chiều hướng như thế nào? Sự thật thì anh cũng nói thiệt là anh rất là ít có dịp mà anh coi những cái show truyền hình Việt Nam mà mua cái bản quyền ở nước ngoài đó. Ngay cả cái ở bên nước ngoài anh cũng không có coi, bởi vì cái anh thì nếu mà xem thì anh lại thích xem phim, anh thích xem kịch hay là cải lương hay là cái gì đó nó thuộc về cái bộ môn trình diễn. Còn đối với anh thì mỗi người có một cái thích khác mà. Đó, thì còn có những người thì thích xem cái show truyền hình hay là những cái show truyền hình thực tế. Đó, thì cũng có một vài lần anh có bắt qua thì nó cũng thấy thích thú. Mình thấy thích thú là bởi vì mình được hòa vô đó, mình giống như mình bị kích thích theo đó vậy đó. Dù là anh nói là anh không xem show truyền hình thực tế nhiều, nhưng có lẽ một show truyền hình thực tế này có lẽ anh cũng đã có xem qua, là gần đây một cái show gọi là Giọng Hát Việt Nhí, mà sau đó đã hiện ra một cái nhân vật, đó là cô bé Phương Mỹ Chi, là người hát dân ca mà rất là đình đám hiện nay ở Việt Nam, mặc dù cô này không đạt giải quán quân của cuộc thi vừa rồi. Anh có nghe về cái tên đó hay không, và anh có một vài nhận định nó như thế này.